bà lúc nào cũng chậm chạp hết. Chánh hay kỳ này anh về nước á, anh Sung á, anh có dự tính gì không? À dạ, để tôi giới thiệu lại. I am Henry Sung. Henry Sung. Dạ, I'm Henry Sung. Rất vui được gặp anh. Rất là vui. Rất vui. Dạ. Dạ, còn em là Caroline. Caroline. Có tên tiếng Việt không? Để dễ nói. Dạ, tên tiếng Việt của em tên là Boo. Boo. Dạ, Boo. Boo. Cái tên nghe lạ thôi. Tại vì á, hồi đó má em ăn thai á, cho nên thích ăn ốc bu chấm với nước mắm. Cho nên sau này khi sanh em ra nó đặt tên em là Bu. Carol. Dạ, sau này em lấy tên là tiếng Việt và tiếng Anh, gọi lên là Carol Bu. Carol Bu. Carol, đi vô bếp đi. I'm going to kitchen. Nói tiếng Việt đi. Dạ, em xin chào anh. Em đi vô kitchen. Tiếng Việt. À, em đi vô nấu ăn. Anh Tư à? À, anh uống nước đi anh Tư. Dạ. Lần này tôi về Việt Nam, tôi muốn kinh doanh mỹ phẩm. À, kinh doanh mỹ phẩm đó. Yes, mỹ phẩm. Yeah, mỹ phẩm. Nói tóm lại là Phượng Anh Sao sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất để giúp đỡ công ty của anh. Dạ. Bà nói giúp giùm con một tiếng đi bà. Chứ học hành kiểu vậy hoài con chịu không có nổi đâu bà ơi. Thôi mà con, đừng đẩy bà vô con đường chết. Khó lắm. Bà có gì đâu bây giờ, bà chỉ cần nó nói má một tiếng thôi à. Đi mà bà ơi, bà ơi, biết tính má mày rồi, vừa mở miệng ra là bà táp với mặt ba rồi. Mày kêu nói cái gì? Trời ơi, trong nhà này mọi chuyện bà quyết định hết. Thông cảm cho ba đi. Con biết tính của má con thì... thì dữ. Còn ba thì... thì sợ. Dì à, bà để rồi con có sợ nha. Thì để sợ. Một chữ đủ nhục rồi. Gom hai chữ cho nhục thêm nhục nữa con. Ba, thì cuối cùng là sao ba? Thì cha con mình phải cố gắng hết sức thôi. Ooh. La la la. Yeah, baby. Yes. Oh, tôi có đô la. Cha. Oh, tôi có Honda. Tiền xài xa ga. Woohoo. Nhà cửa mía. Chọc chọc. Gì đấy? Ai đưa đẩy nhau đấy? Chó. Không tin được. Trời ơi con chó này. Mày không bao giờ văn minh ở đâu mà tầm bậy tầm bạ. Trời ơi. Thank you.
Thomas tí, đọc cho đàng hoàng coi. Không, cái đó là kêu thân mật á, tí mát là cái tên thân mật á. Lừa tiên gặp mặt thân mật cái gì? Ờ, thế đi đâu đây? Tìm Anna, Anna đâu? Tìm Anna làm gì? Hỏi làm gì? Anna bận rồi. Làm gì bận? Bận, không đi ra đây được. Không ra đây được? À, để tôi đi vô. Ai khoan! Đi ra đây. Đi ra đây. Gì vậy? Đi về không? Đòi gặp Anna hả? Chào anh. Hai anh, khỏe không? À, khỏe, khỏe. Mời anh ngồi. Hôm nay có chuyện gì mà anh Tư hẹn tôi ra đây gấp? Chắc là có gì quan trọng, cà phê đá. Quá. Anh Sung quả là người mau lẹ, đúng là dân làm ăn mà. Thế chuyện là vậy, thường của chúng mình có tổ chức cuộc thi Hoa Khôi, cho nên tôi muốn mời anh làm một vị giám khảo trong đó. Vậy ý anh muốn làm sao? Suy nghĩ đã xong. Làm sao anh? Nếu như anh Tư đã mở lời như vậy rồi thì tôi phải đồng ý thôi. Cái này cũng hay mà. Tôi sẽ tài trợ cho cuộc thi này. Anh Lép. Mẹ nà. Nà cái đầu anh chứ nè. Tại sao anh làm như vậy với em? Anh làm cái gì? Làm cái gì anh còn chối nữa hả? Tại sao anh Thomas tí á, qua đây gặp em, anh không chờ gặp em là sao? Em nói Thomas tí hả? Ừ. Hồi hôm qua anh dùng hết sức bình sinh của anh để anh cản Thomas tí không được vô nhà, là để bảo vệ cho gia đình của chúng ta. Ủa, tại sao? Thomas tí mà vô nhà một cái là cái nhà mình hú quát. Bị gì? Em có biết hôm qua bạn dính CC không? CC là cái gì? CC là một cái phản ứng hóa học. Nói chung là con chó cộng với đồ ăn là bằng CC. Rồi, coi như là cái chuyện đó là em sẽ về tìm hiểu sau. Có lý do cho nên em bỏ qua cái chuyện Thomas tí. Nhưng mà còn rất là nhiều chuyện là anh á. Anh á, có rất là nhiều người qua đây tìm em mà tại sao anh không cho gặp luôn là sao? Hả? Sao? Anh không muốn anh làm phiền em. Anh muốn anh dành thời gian cho chuyện tập tành. Anh muốn em trở thành một con người hoàn hảo, hoàn thiện bản thân của em. Nè, chuyện gì ra chuyện đó nha. Em là em không muốn anh kiểm soát chuyện riêng tư của em đâu đó. Nhưng mà mẹ của em đã giao nhiệm vụ cho anh là phải tập cho em. Bây giờ anh phải có trách nhiệm với em chứ. Ủa, má em á kêu anh là dạy em chứ đâu phải là kêu anh là kiểm soát hết em từng ly từng tí những cái chuyện riêng tư của em đâu. Nè, anh làm như vậy em rất là khó chịu nghe chưa. Cho nên là từ bây giờ anh không cần phải dạy em nữa. Và anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm em gì hết. Ủa gì kì vậy? Ủa nói vậy là em sa thải anh hả? Đúng vậy. Cho nên anh kể từ bây giờ không cần phải dạy em và theo em từng ly từng tí nữa. Quyết định vậy đi. Bye bye. Ủa gì kỳ vậy?
Ủa bộ muốn đi rồi đi, muốn bỏ là bỏ, muốn xài là xài vậy hả? Rết thì đâu phải là cái chợ. Ta sẽ trả thù.